À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai gì đà vâng. phật chúng ta tu giờ này à, mỗi người đều phát lên cái nguyện à, đời này của chúng ta nhất định một đời này phải về thế giới cực lạc Mà về thế giới cực lạc rồi nhất định Chúng ta sẽ trở lại để Giúp tất cả chúng sanh Những người thuận duyên Hay là những người nghịch duyên với chúng ta Đã là phát lên cái tâm là đời này Nhất định phải về thế giới cực lạc Thì mỗi người chúng ta có thể Làm được chữ nhẫn mình cũng như là một trái banh ở cõi đời này cho người khác đá thoải mái không bao giờ thấy rằng bản thân mình bị thiệt thòi dù bao nhiêu cái thuận nghịch gì chúng ta cũng quyết tâm nhẫn để niệm phật để nhất định đời này phải về thế giới cực lạc phải phát cái tâm đó phát cái tâm này cho cực kỳ mạnh Bị nhớ câu là Tà thì không thể nào thắng chánh được Chỉ cần quý vị giữ cái tâm Chánh đạo mà tu Dù ai có nói gì Chúng ta cứ giữ cái tâm chánh đạo mà tu Vì biết rằng Vì sao Tà không thể nào thắng chánh Vì cái tâm chánh đạo Cái tâm Phật đạo Cái tâm này có cái chữ nhãn cao dữ lắm họ kiên định rất là cao còn cái tâm tà vậy thì nó nhất thời phát động rồi tức khắc nó lặng yên giống như lục tổ huệ năng này nói câu nói rằng một cơn bão có thể ào ạt nhưng phút chốc thì tiêu tan không thể nào có thể so sánh với một dòng sông im điềm mà chảy mãi với thời gian nên quý vị nhớ rằng Cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn như dòng sông im điềm Mà nó chảy mãi với thời gian Chúng ta phải kiên định dữ lắm Thì cả đời này trong cái thuận cái nghịch Mình cũng phải tu Mình phải niệm Phật Đức Phật đã nhắc mình rất rõ ràng Và chính mình cũng thật sự Mình cũng nhận thức rõ ràng Đức Phật nói rằng là cái cõi nơi mình sống khổ không nói hết quý vị nghĩ đi quá nhiều cái khổ trong cõi này quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi những đức thấy có chú uh, nam trẻ trẻ đạo tràng mê linh hà nội dẫn các ông cụ và cụ tu điều này rất là quý thanh niên còn trẻ chịu tu hành điều này quý trong số lượng thanh niên như vậy thì không biết bao nhiêu thanh niên mà được mấy người gì cả một cái đất nước chúng ta giờ này được bao nhiêu người giờ này mà phát tâm niệm phật lễ phật bao nhiêu con người giờ này người ta đều say sưa trong giấc ngủ chúng ta giờ này đi niệm phật lễ phật việc này làm có lạ hay không quý vị vì sao vì cái người thật sự muốn sanh cực lạc thì đi ngược dòng nước đa phần con người ta sống trong cuộc đời này đều mong mình luôn luôn thận chứ không ai mà hướng đến cái nghịch nhưng quý vị biết rằng nếu như bản thân không thật sự cầu sanh cực lạc thì dù có thận cỡ nào ở cõi này thì cũng là nghịch vậy ngồi suy nghĩ kỹ đi ở đây khoảng 800 thành viên đang tú thì quý vị biết rằng là nội trong chúng ta cũng có những người có những giây phút hạnh phúc thuận vô cùng nhưng quý vị coi nó đâu có thuận hoài cho mình đâu quý vị nên nếu như không thật sự cầu sanh cực lạc dù có thuận cỡ nào cũng là nghịch một con người thật sự phát tâm cầu sanh cực lạc Thì có nghịch cỡ nào cũng là thuận Chỉ có cái tâm chân thật niệm Phật Phát nguyện cầu sanh cực lạc ngày Thiện Đạo Đại Sư Là Phật A Di Đà quá thăng này nói rằng Quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật Khoảng 800 người này đang niệm Phật chị biết Giờ này phát lên cái tần số thiện cỡ nào chứ Người sống được nhờ Người chết được lỡ Phật quan đang xói gọi Cái giờ này tu quý vị Nó thật sự Cái cảm giác của sự an lạc quý vị sẽ tìm đến Không bao giờ bỏ Nếu thật sự niệm Phật Sự an lạc của sự niệm Phật quý vị sẽ tìm đến Tại sao một đạo tràng niệm Phật càng ngày càng đông? Vì sự an lạc của Pháp vị không có vị nào có thể so sánh được. Nhưng quý vị phải kiên nhẫn và kiên định và phải duy trì. Nên Đại Lão và Tượng Tịnh Không ngày giảng này nói rằng nhất môn thâm nhập phải quân tu lâu dài. Có nghĩa là quân tu này là phải có thời gian để rèn luyện. Không thể nào một sớm một chiều mà phải phát lên cái tâm cả đời mình nên những đức có nói một câu ai Phật niệm đến cùng dù có sự trở ngại chung chung hãy tin Phật đi Phật không bỏ người có lòng đó quý vị bổ nguyện của Đức Phật đang tán thán đang khen những con người giờ này mà tu tập Quý vị biết rằng chúng ta Chỉ cần có một cái tâm kiên định Một cái tâm quyết chí Thì không có việc gì, gì trong cuộc đời này mà mình không làm được Chỉ cần niệm niệm gì người Chỉ cần có một cái tâm quyết tâm quyết chí Mà làm Thì không việc gì, gì không làm được Quý vị biết rằng những đức từng tổ chức những chương trình lễ hội Ba ngàn lại Bồ Tát Quán Đấy em không đơn giản Quý vị lại không thì Thì có thể Nhưng cầm micro sướng và chia sẻ Phật Pháp Thì không đơn giản đâu là sắp xếp bao nhiêu việc có khi trong lúc lại những đức nghĩ rằng bản thân mình sẽ té xỉu nhưng chỉ có đúng một cái tâm là tin bồ tát quán thế âm tin bồ tát quán thế âm con phát cái tâm niệm danh hiệu ngài để mỗi một chúng sanh hình thành được cái tâm của quan âm bồ tát để nó phát lên cái nguyện cầu sanh cực lạc chỉ chân thật có một cái tâm như vậy thôi mà sức kiên định của người vượt qua mỏi cái lúc cực khổ mệt mỏi khó khăn vượt qua hết luôn cuối cùng tất cả những chương trình đều chúng ta đã tổ chức qua xong hết nên chiến này chúng ta tổ chức lễ bí bồ tát quán thế âm đạo tràng không chung người ta vừa mua thêm một cái đậu tràng thứ ba đó. Thì biết rằng chúng ta tại sao không phát động cái chương trình này Để trong cái thời đại 4.0 này Chúng ta truyền tải môn tịnh độ bằng đạo tràng trên không Chúng Quý coi Trong thời điểm này Phật giáo chúng ta hình như hơi bị lặng Lặng rất là nhiều Tất cả những chương trình khóa tu đều giảm tối đa hết. Chúng ta tại sao là những người học Phật? Trong thời điểm Bị trở ngại khó khăn nhất Tại sao chúng ta không chân thật Phát tâm Dùng phương tiện Thời đại 4.0 này Phương tiện khoa học hiện đại này Để chân thật đem những Phật pháp này để truyền tải Để có một cái sự đổi mới Cực kỳ mới mẻ Theo cái sự phát triển của thời đại Tại vì Phật giáo đi Trước thời đại mà quý vị Thời có người rất lạc hậu thì đức phật đã nhìn vào nước đã thấy rõ ràng bao nhiêu loài sinh vật nằm trong nước và đức phật nhìn rõ Có người khi tượng hình trong bụng mẹ những tháng như thế nào thế nào tháng như sau sao sao đức phật đã nhìn rõ sự việc như vậy nên đức phật chúng ta là bậc đại giác ngộ đi vượt thời đại vì tại sao chúng ta không biết dùng cái thời đại khoa học này để đem một pháp diện tải mà chúng ta lại rất đủ duyên bây giờ Lại phát triển được Cái đạo tràng trên không chúng này Dùng cái khoa học hiện đại này Để đem Phật Pháp truyền tải Theo cái khoa học hiện đại đó Và lượng sống trên không chung như vậy Bao nhiêu chúng sanh hữu tình vô tình Đều được lợi ích Trong nước ngoài nước Ai cũng có thể vào để tu tập được Và lập từng đạo tràng nhỏ nhỏ Để phát động chương trình tu hành cái cầu nguyện cho chúng sanh kiếp nạn quá giải bớt Người chết cầu nguyện cho họ siêu thoát quý vị coi một con người người ta không tu hành gì gia đình người ta có người chết tại sao người ta thỉnh một người thầy đến tụng hồi kinh? quý vị hỏi họ vì sao lại thỉnh một vị thầy tụng muốn hồi kinh? nhất định họ sẽ nói câu rằng để cầu siêu độ cho người chết đúng rồi như vậy thì chúng ta tại sao lúc còn sống chúng ta không chịu cầu siêu độ cho mình Siêu độ là gì? Không buồn giận hẳn trách người khác để trong tâm Đó là siêu thoát Chữ siêu thoát là an lạc quý vị à Người chết chúng ta muốn cầu cho họ an lạc Đó là gì? Đừng vướng víu Những cái thứ trong cuộc đời này Nó mới có được sự an lạc Tại sao chúng ta phải niệm Phật lễ Phật? Vì chúng ta phải giúp cho tự tánh phát triển Tự tánh Phật này phát triển để chúng ta đừng bị những thứ cám dỗ trong cuộc đời này bám vào chính mình và mình dính vào nó. Như vậy thì mình sẽ có sự an lạc. Niệm danh hiệu Phật là niệm sự an lạc. Chứ Phật là giác ngộ. Chúng ta niệm danh hiệu Phật là để phát cái tâm giác ngộ, nhìn thấu được cuộc đời này bao nhiêu sự hơn thua đấu đá tranh giành, bao nhiêu sự trở ngại nhau đủ chuyện hết giữa con người đến với con người hôm nay người ta nói thương yêu mình thân thiết với mình vô cùng ngày mai chưa chắc người ta còn được tâm này với mình chúng ta sẽ bị hụt hẳn sẽ bị buồn khổ sẽ bị thất vọng có những người sẽ đi tự tử chết vì sự thất vọng đó sự thất vọng là chúng ta đã bỏ vào họ chúng ta đã tin tưởng họ chúng ta tôn vinh họ cuối cùng chúng ta bị đổ vỡ tâm này vì sao? Vì chúng ta cực kỳ mê hoặc điên đạo Chúng ta cực kỳ mê hoặc điên đạo Nên nói tin Phật tin nhân quả Không đơn giản Tin Phật tin nhân quả không đơn giản Bạn nói bạn tin Phật Bạn tin nhân quả Bạn tin Phật là tin sự giác ngộ Của tự tánh bạn Bạn tin nhân quả là bạn tin rằng Vạn vật ở nhân sinh này Hội tụ đều là do duyên Thuận nghịch nếu như bạn không nhận thức được chỗ này thì bạn sẽ bị thất vọng. Có những người vì muốn kiếm tiền rất là nhiều họ đi lừa gạt họ làm những điều phạm pháp cuối cùng đổ vỡ ra họ có thể đi tự tử chết vì đồng tiền. Nếu như chúng ta có thể biết niệm Phật cầu sanh cực lạc thì dù trong hoàn cảnh trở ngại cỡ nào chúng ta cũng phải giữ lên mạng này dù ở trong hoàn cảnh nào cũng phải niệm Phật. Nếu như mình kết liễu cái tháng mạng này nghĩ rằng chúng ta phải trốn tránh có những người nghĩ rằng chúng ta phải chết đi để cho người thăng mình còn ở lại từng bị dính líu và đừng khổ nhưng đó là sự phi nhân quả phi nhân quả nếu nghe được những điều này cuộc đời có người làm sao chúng ta lại dám làm điều này vì thăng người khó được phật pháp khó gặp chúc mừng những con người chúng ta nghe được phật pháp phật pháp cực kỳ đơn giản đã truyền tải phật pháp cho quý vị có thể tiếp nhận và áp dụng được trong cuộc đời con người chúng ta có thể làm sai chưa đáng sợ sợ nhất là không tiếp nhận Phật pháp không tin nhân quả làm sai chưa đáng sợ đáng sợ nhất là không tiếp nhận Phật pháp nữa và không tin nhân quả vì con người nó chiêu cảm từ nhân quả có thuận có nghịch chúng ta lỡ làm sai với một con người nào đó chúng ta đã có làm đúng với con người thì chắc chắn phải có làm sai với con người chúng ta tại sao để chi cầu cái đúng hoàn toàn không bao giờ tiếp nhận cái sai giống như chúng ta luôn luôn muốn ăn ngọt nhưng không bao giờ chúng ta lại tiếp nhận cái chua cay vì chua cay đem đưa cho ai đây đã sinh đến cuộc đời này thì phải có thuận và nhất định phải có nghịch thuận và nghịch nó song song với nhau đối lập với nhau phật pháp là điểm để quá giải cái đối lập này nên phải tin nhắn quả cho rõ ràng thì con người nhất định sẽ không bao giờ bị vỡ tâm thất vọng bất cứ ai cả ta thất vọng nhất là thất vọng chính ta Ta mất định hướng, mất phương hướng Mất mục tiêu Nếu như cả đời quý vị tiếp nhận Phật Pháp Quý vị sẽ không bao giờ mất phương hướng Và không bao giờ mất mục tiêu Dù quý vị có sự trở ngại gì Quý vị có thể mất sạch tất cả những gì Ở thế gian này vì tạo ra Vì sao Quý vị phải nhớ kỹ Tại sao chúng ta mỗi ngày Có khi có những người đọc bát nhã Vì bát nhã là trí tuệ Phải đem cái trí tuệ Mà mình học Phật để soi gọi những cái mà trong cuộc đời này đã tạo ra đã tạo ra được thì phải chấp nhận mắt thường con người chúng ta đã có thì lúc nào cũng rất nặng nề nên khi mất thì cực kỳ đau khổ nhưng chúng ta học phật phải dùng trí tuệ để soi chiếu được những cái vạn vật thế gian này bằng cách nào bằng cách là có nhất định sẽ mất. đức phật đã nói rất rõ ràng cái quốc độ chúng ta sống thành chủ hay không thân chúng ta đang có sanh già bệnh chết cuối cùng đi vào chữ không nên từ nó đó mỗi một con người phải nhận thức chỗ này nhớ kỹ cái câu không có sự thành công nào ở trong cuộc đời này mà có thể tồn tại mãi mãi được cũng như con diều bay cao không thể nào nó bay cao lên hoài được nhất định phải rớt xuống con đường như đức đi qua lúc những đức đang giống như là được tôn vinh cao độ thì bản thân những đức đã từng nói với vị rất nhiều